tí mẹ cho hả? Thank you.
chăng hết đúng mà nè. Bay ở bullen thăm cướp bay 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 mẹ cũng nhớ con gái lắm mình. Thế ở nhà với bố, bố có đánh con à? Không. Bố đưa con đi học không? Có. Thế con gái mẹ đi học có ngoan không? Có. Ừ, đúng rồi. Em có. Về cho con nhá. Trai con ơi. Cuối con hết ạ. Bố ơi, con giờ mẹ quá. Mà trai con này. Bố bỏ tao cho. Bố bỏ tao cho con gái. Cái con trai đứng rồi. Giận nó to. Bye, I'm
giận nữa. Không giận nữa. Không giận nữa. Tí được tí. Đấy, mua quà đấy. Tiền đấy. Có tiền đấy. Nhiều tiền lắm ấy. Này, tiền đây. Tiền đây. Quen cũng thiếu tiền nhiều rồi. Đấy, thế về xong mai mua đồ về làm chuồng gà, chuồng lợn, lấy là mình nuôi. Này, 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 này. Bố không được giận mẹ đấy nhá. Mai con trốn đi kiểu thấy không? Đi không nói cho người ta biết, không nói cho con biết. Cứ bỏ đi con nhớ quá khóc nhiều nhiều. Nhìn ngon thế nhở? Ừ. Cho hồn được trong giấy nha. Có cái hồn được trong ấy. Cái này cũng có hồn. Có cái hồn trong con. Hả?
Quan đi. Đấy. Đấy, con này cho ăn. Con bé lên ra đi. Cái này mình lấy gì làm đấy? Từ đây mày lấy quả cho này. Để bóc quả ra rồi nhé. Xong rồi con nhá. Đấy cái ghế còn để ở đấy này, lấy đi về cho bố đi. Lấy ra cho anh ít muối với. Oh, đây là.
rồi nhé. Được chưa? Hả? Rồi. Cầm đấy. Này mình buồn lắm. Con dạ. Nóng nha, nóng nha. Lấy các quả cho bố một tí.
con lấy bát đi ăn cơm nào. Con lấy bát mà. Cảm ơn con gái. Cơm nhé. Ừ. Ừ. Cơm nhé. Ừ. Ăn cơm nhé. Cơm cơm cái bát từ sáng ra. Để cho con gái mình nha. Nó xin. Cái chỗ này á? Tôi bên kia này.
giờ phải dẫn tới dưới này, còn đắp cái đất lên chỗ này cho nó để đi cái đồ để làm xong ở đây, bên kia nó mục nát hết rồi. Đi lấy cuốc đấy nhá. Làm việc thì một tấn một hồi rồi. Đây bên kia đây.
Tưởng tư. Đây này, nó xuống được một tiếng rồi đây này. Một tiếng. Được rồi. Một cái đòn cây qua đây này. Nhìn như kia này nữa không?
ใช้ที่อื่นไหมใช้ที่นี่ใช้ที่นี่แต่น้องก็บอกอะไรดีตัวนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องไปดีใจเกินขยาย
Nhớ lấy cho một cái đi mà. Em đi qua. Đây. Đây. Cây còn giá về cả lẩu ăn hải vị cũng lóc cây cũng như okay. Yeah. Một con có cục mua rồi.
bên kia nhưng mà nó nghe thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.